Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi livestream Quang Lộc, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Gương Mặt Showbiz. Chương trình được lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên thanhniên.vn, fanpage báo Thanh Niên và kênh YouTube iHayTV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nữ ca sĩ với giọng hát bay bổng du dương cùng những bài hát rất được nhiều khán giả yêu thích. Xin được giới thiệu ca sĩ Nguyên Hà. Xin chào Lộc và Nguyên Hà, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay lần đầu tiên chào đón Nguyên Hà đến với chương trình Gương Mặt Showbiz của báo Thanh Niên. Thì sẽ được nhờ chị hãy share đường link livestream từ fanpage báo Thanh Niên về Facebook của mình nhé, để cho các fan, các bạn khán giả có thể vào và tương tác với chúng ta. Và các bạn ơi, các bạn cũng hãy share dùm chương trình. Và nếu các bạn có những câu hỏi, có những yêu cầu nào gửi đến cho khách mời của chúng ta thì cũng hãy comment vào phía ngay bên dưới livestream này các bạn nha. Rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Nguyên Hà về sản phẩm mới nhất của chị, đó chính là album Hôm Qua, Hôm Nay và Sau Này. À, chị hãy chia sẻ một chút về album của mình với một cái tên nó cũng khá là đặc biệt, đúng không ạ? Album mới lần này của Nguyên Hà thì cũng có thể nói là đây là album thứ 5 của Nguyên Hà. Sau 3 album với anh Quốc Bảo và anh Hồ Tiến Đạt. Thì album này giống như là đánh dấu một bước thay đổi mới của Nguyên Hà. Nguyên Hà sẽ không còn là hát nhạc của anh Bảo hay anh Đạt nữa, mà Nguyên Hà sẽ làm việc với những bạn nhạc sĩ trẻ hơn và với những bài hát mới mẻ hơn. Và không chỉ về nhạc mà còn nó là không chỉ về nhạc mà nó còn là sự thay đổi về mặt ngoại hình và phong cách biểu diễn của Nguyên Hà nữa. Và trong cái thời điểm hiện tại thì các ca sĩ thường chỉ ra những cái single, những cái MV nhỏ lẻ thôi, còn đầu tư hẳn một cái album thì khá ít người chọn, bởi vì nó cũng khá mạo hiểm. Vậy thì Nguyên Hà có thấy mình đang mạo hiểm khi thực hiện cả một album như vậy không, và Nguyên Hà mong muốn điều gì từ album này? Đối với Nguyên Hà thì một cái album, khi mà cầm một cái album trên tay, một cái CD trên tay ấy, là cái ý nghĩa nhiều hơn về mặt kỷ niệm. Mọi người có thể lưu giữ nó và cất để làm kỷ niệm. Nguyên Hà biết là mọi người sẽ nghe nhạc online nhiều hơn, bây giờ mọi người nghe nhạc online nhiều hơn. Nhưng mà khi mà được cầm một cái album của mình trên tay thì nó là một cái cảm xúc rất là khác. Vậy thì Nguyên Hà đã đầu tư như thế nào cho album lần này? Chắc hẳn là cũng tiêu tốn rất nhiều, kể cả công sức lẫn tài chính, đúng không nào? Album lần này thì Nguyên Hà bắt đầu làm từ tháng 3 năm 2019. Là hơn một năm. Đúng rồi, là hơn một năm. Thì album này Hà làm với nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Phạm Hải Âu là giám đốc âm nhạc trong cái album này. Và Hà và Âu cùng nhau chọn lựa những cái bài hát được gửi đến từ những bạn nhạc sĩ trẻ. Và Nguyên Hà hy vọng là nó sẽ đem đến cho khán giả của mình một cái nhìn mới hơn về Nguyên Hà. Cả về cả về âm nhạc và cả về cảm xúc nữa. Và trước khi mà album ra mắt thì Nguyên Hà cũng đã tung ra hai cái single trước đó là Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa và Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở, đều rất rất được khán giả yêu thích và đón nhận, và cũng đã lần lượt xuất hiện trong top trending của YouTube Việt Nam. Thì đây có phải là những cái sản phẩm đầu tiên mà Nguyên Hà bước vào top trending không, và cảm xúc của Nguyên Hà như thế nào? Đây cũng có thể coi là cái MV, hai cái MV đầu tiên của Nguyên Hà mà được đầu tư nhiều như vậy. Và việc lọt vào top trending cũng là một cái điều bất ngờ với Hà. Vì đối với Hà thì nhạc của Hà là một cái dòng nhạc nghe khá là buồn. Và Hà cũng không nghĩ là mình được lọt vào top trending. Lúc đó thì cảm xúc của mình như thế nào? Cảm xúc Hà rất là bất ngờ. Nhưng một phần mình cũng rất là vui vì nó giống như là một cái động lực để cho mình thực hiện tiếp những cái sản phẩm tiếp theo. Vậy có lẽ là dường như là Nguyên Hà khá là hợp với những cái bài hát mà nó liên quan đến hoa, thì phải cả hai bài hát đầu tiên thì đều liên quan đến hoa và đạt được những cái thành tích khiến cho Nguyên Hà cảm thấy bất ngờ. Và thì bây giờ chương trình sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ đầu tiên dành cho Nguyên Hà, đó là hãy ngay bây giờ thể hiện một liên khúc ít nhất 4 bài hát có chữ hoa trong đó. Nguyên Hà hát từng bài được không? Ok, được, mỗi bài mình hát một bài. Hay là Nguyên Hà hát một bài mà có nhiều loại hoa trong đó được không? Không, mình phải 4 bài, có 4 bài. Một bài thì dễ quá. Để Nguyên Hà nghĩ xem. Không phải là hai bài đó hả? Không phải là hai bài Nguyên Hà vừa đem đi. Chấp nhận cho hai bài đó luôn, chắc khán giả cũng muốn nghe là hai bài đó một chút xíu thì mình chấp nhận hai bài đó. Không, luôn. Không, Nguyên Hà sẽ là bài khác. Ok. Bài đầu tiên sẽ là Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son. Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi.
Tháng hai hoa ban ngập tràn tím biếc những khuôn mặt phố. Một bài nha. Rồi, một bài. Bài hát thứ hai sẽ là thêm nhạc có hoa, anh để lại đêm qua. Trong mơ em thấy anh bơ vơ trên đường đời. Yeah, hai bài. Đây là bài thêm nhạc có hoa. Và bài ta có hẹn về tháng 5. Ta có hẹn về tháng 5 hình như cũng có một từ có hoa trong này. Cần sự trợ giúp đúng không? Không nhớ rồi. Ta có hẹn về tháng 5. À thôi bài khác đi. Bài khác đi. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em. Hoa sữa, một hát rất là quen thuộc. Rồi bây giờ còn một bài nữa để chúng ta vượt qua thử thách nè. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn hương vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dạ, cuối cùng là pháo hoa có hẹn với. Đây không phải là hoa nhưng mà cũng có chữ hoa. Dạ, chấp nhận. Và như vậy là thử thách đầu tiên là Nguyên Hà vượt qua rất là dễ dàng đúng không? Chúng ta khởi động và một lát nữa thì chúng ta sẽ coi những cái thử thách tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi các bạn nha. Vậy thì quay trở lại với hai bài hát Chờ ngày lại hứa nở hoa và sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở. Thì Nguyên Hà nghĩ rằng điều gì ở hai bài này khiến cho khán giả yêu thích nhiều đến như vậy? Nguyên Hà nghĩ đây là hai bài hát rất là nhẹ nhàng và bình yên. Và một phần nữa là hai bài này đều được quay ở Đà Lạt. Có những cảnh quay rất là đẹp và gần gũi. Nên Nguyên Hà nghĩ là mọi người sẽ dễ đồng cảm với hai cái bài hát này. Vậy thì một vài những cái kỷ niệm đáng nhớ khi mà Nguyên Hà thực hiện MV cho hai bài hát đó. Giống như Nguyên Hà vừa chia sẻ là những cái cảnh quay rất là nên thơ ở Đà Lạt. Hai bài hát này thì Nguyên Hà ra mắt vào đúng cái dịp mà dịch Covid bị bùng phát đấy. Nên là cái bài sau này hay gặp lại nhau khi hoa nở thì mọi người đổi tên nó thành sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch. Rất là Lộc có biết cái bài Lộc có biết cái hashtag đấy không? Biết. Mọi người đổi lại mà mọi người để làm avatar rất là nhiều. Đúng rồi. Lúc mà đi quay hai cái bài này thì Nguyên Hà cũng được quay. Nguyên Hà cũng được, đáng lẽ ra là Nguyên Hà cũng sẽ được lên MV nhưng mà không biết như thế nào mà đến lúc ra MV thì mọi người cắt hết cả của Nguyên Hà. Vậy là đạo diễn cắt hết luôn. Mình có hỏi đạo diễn là tại sao hay không? Chắc tại vì Nguyên Hà diễn không được hay lắm. Chắc vậy. Nhưng mà cũng rất là may là Nguyên Hà có được hai cái bạn diễn là Thảo Tâm và bạn Nghĩa. Thì hai bạn đó diễn rất là tốt. Và một phần cũng rất là cảm ơn hai bạn vì đã làm cho mình một cái MV mà nó có nhiều cảm xúc đến như vậy. Nhưng mà sau cái gọi là một cái thất bại trong trong diễn xuất MV của chính mình đó thì Nguyên Hà có đặt một cái quyết tâm là những cái MV sau mình sẽ phải cải thiện diễn xuất để mình không bị đạo diễn cắt nữa hay không, hay là vẫn tiếp tục nhờ các diễn viên khác đóng MV cho mình thôi? Có chứ, Nguyên Hà sẽ cố gắng hơn. Nguyên Hà cũng muốn được mình được xuất hiện, cái hình ảnh của mình được mọi người nhìn thấy và được xuất hiện nhiều hơn. Mọi người sẽ nhớ hình ảnh của mình nhiều hơn. Chứ không phải là mọi người hay nói với Hà là mọi người nghe nhạc của Hà rất là nhiều nhưng mà mọi người không biết mặt Hà. Đúng rồi, xem MV toàn là cảnh hoặc là những diễn viên thôi, đúng rồi, không? Vậy nên mục tiêu của Hà sẽ là Hà sẽ xuất hiện hình ảnh của mình nhiều hơn để mọi người sẽ nhớ mặt Hà hơn. Vậy thì có hình dung ra, Hà đã hình dung, đã có dự định gì chưa? Hoặc là mình muốn cái nhân vật của mình thể hiện sẽ là như thế nào? Mình có mường tượng ra cái điều đó trước chưa? Hà nghĩ là mình sẽ thể hiện theo cái cảm xúc của những nhân vật. Theo đúng cái mà mình tưởng tượng ra khi mà mình đang hát. Bình thường khi mà Hà hát thì Hà sẽ tưởng tượng ra mình là một cái nhân vật ở trong cái bài hát đó. Và Hà hát theo cái cảm xúc của mình, suy nghĩ vào lúc đó. Nhưng mà đó là cái giọng hát của mình thôi, còn cái khuôn mặt của mình thì nó lại không được biểu đạt cảm xúc tốt như vậy. Nên là mình sẽ cố gắng thêm. Nhưng mà Hà nghĩ là mình sẽ hợp với cái kiểu nhân vật có tính cách như thế nào? Một cô gái hiền lành, chịu đựng hay là một cô gái có cá tính mạnh mẽ? Hà nghĩ mình sẽ là một cô gái nhìn hơi buồn một chút. Đó là mình tưởng tượng thôi nha. Đúng rồi, mình đang tưởng tượng thôi mà. Nhìn hơi buồn một chút, nhìn sẽ thật là hơi thơ,
hơi nên thơ này, như một nàng thơ vậy. Yeah. Nhưng mà bên trong thì tính cách sẽ là mạnh mẽ. Ừ. Nói chung là nó cũng phản phất cái đúng cái tính chất dòng nhạc mà Hà đang theo đuổi luôn. Nó cũng kiểu buồn buồn, thơ thơ như vậy. Rồi, vậy thì với việc hai cái bài hát mà lọt vào top trending đó thì Hà có đặt cái áp lực cho mình, có bị áp lực không, và có đặt cái mục tiêu cho mình là những sản phẩm tiếp theo cũng sẽ phải vào top trending và thậm chí là đạt cái thứ hạng cao hơn cái bài cũ? Và với Hà thì top trending nó có ý nghĩa như thế nào? Đối với Hà thì âm nhạc nó không phải là một cái cuộc đua. Tại vì nếu mà mình đã đặt nó là cuộc đua thì mình sẽ phải tính toán nhiều hơn, mình sẽ phải yêu cầu là mình cần làm cái này, cần làm cái kia. Thì như vậy thì nó không còn nhiều cái cảm xúc nữa. Nó thành một cái gì đó nó hơi gượng ép rồi. Tính toán đúng không? Ừ. Còn Hà nghĩ là mình cứ hát những gì phù hợp với mình. Và khán giả của mình sẽ yêu thích cái bài hát đó. Thì cái đó là mục tiêu của Hà. Và có một điều con là cũng rất là thắc mắc là thấy Nguyên Hà thì chỉ hát nhạc buồn buồn, thơ thơ như vậy. Nhưng mà về phần nghe thì sao, mình có nghe hip hop không? Mình có nghe EDM hay không? Hay là bình thường mình cũng chỉ nghe những cái bài hát như vậy thôi? Đúng rồi. Nguyên Hà cũng chỉ nghe những bài hát nhẹ nhàng và êm đềm thôi. Thường Nguyên Hà thích nghe nhạc không lời. Nguyên Hà nghe trước khi đi ngủ, Nguyên Hà nghe piano, guitar, nhạc không lời. Nhưng mà vậy thì ngoài những bài hát không lời, những bài hát của mình, thì Nguyên Hà có nghe nhạc của một nghệ sĩ nào khác không? Mình có dành cái sự yêu thích của mình đến một nghệ sĩ nào không? Nguyên Hà cũng nghe khá là nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Ví dụ như là anh Lân Nhã này. Lân Nhã. Uyên Linh này. Hồi trước thì Nguyên Hà hay nghe chị Trần Thu Hà. Chị Nguyên Thảo, chị Hồng Nhung. Vậy thì bây giờ hãy chọn một bài hát của một nghệ sĩ bất kỳ mà Nguyên Hà vừa kể tên đó và cover một bài hát nào đó của họ, được không nào? Nguyên Hà sẽ hát một cái bài mà của anh Lân Nhã. Mà mỗi lần đi hát phòng trà thì Nguyên Hà hay hát cái bài đấy. Nguyên Hà rất là thích, đó là một sáng tác của anh Hồ Tiến Đạt, bài hát Về Nơi Bắt Đầu. Về Nơi Bắt Đầu. Rồi, xin mời Nguyên Hà. Chợt thấy em về đây giữa đời, thấy ta tình ra giữa ngày trôi, thấy em nhận ra đã xa rồi, buồn vui thoáng qua mà thôi. Để đến khi bàn chân ngừng bước, cơn nhớ dâng lên đây, tim này muốn ôm ghi nhưng phải luôn tỏ ra lạnh lùng. Này em mình đi xa thế, với anh hình dung vẫn thế. Dù với nhau lúc này chỉ là bạn thôi, mà nay mình ngồi nơi đây, nghe hơi thở nhau nhưng chẳng thuộc về. Bấy lâu nay giữa cơn say chúng ta đi ngược đường. Rất là tuyệt vời, ngày hôm nay lần đầu tiên mới có dịp nghe ngồi gần Nguyên Hà như vậy mà nghe hát. Đúng là một cái giọng hát rất là nhẹ nhàng, nhưng mà em. Nó có rất là nhiều cái sự tâm sự trong đó. Vậy thì còn nãy giờ ngoài những cái tên mà Nguyên Hà nhắc đến, Nguyên Hà hay nghe nhạc, thì có một cái tên mà Quang Lộc thấy các bạn khán giả đang nhắc đến. Một người cũng đã từng kết hợp với Nguyên Hà cũng khá là nhiều trong sản phẩm cũng như là những cái lần xuất hiện trên sân khấu, đó là Hà Anh Tuấn. Vậy thì Nguyên Hà, khi làm việc với Hà Anh Tuấn thì cảm thấy Hà Anh Tuấn như thế nào? Nguyên Hà gặp anh Tuấn lần đầu tiên lúc mà Nguyên Hà còn là một cô sinh viên. Nhưng mà chắc anh Tuấn không nhớ đâu. Cũng lâu rồi. Cũng lâu lắm rồi, chắc cách đây 10 năm rồi. Lúc đó thì bạn của Nguyên Hà có một quán cà phê và cũng có quen biết với anh Tuấn nên mời anh Tuấn về hát chung với các bạn fan một vài bài. Thì lúc đó có Nguyên Hà đó, nhưng mà chắc anh Tuấn sẽ không nhớ. Thì lần hợp tác đầu tiên của Nguyên Hà là bài hát Xin Lỗi. Nguyên Hà tham gia trong cái show Gấu của anh Tuấn ở Đà Lạt ấy. Thì hôm đấy rất là run vì mình cũng hâm mộ anh Tuấn mà. Nhưng mà anh Tuấn là một người rất là thân thiện và gần gũi.
và anh ấy tạo cho Hà một cái cảm giác rất là thoải mái. Cho nên mà lúc mà hát với anh Tuấn thì mình cũng đỡ đỡ cái cảm giác hồi hộp lo sợ hơn, vì anh ấy là một người rất là gần gũi và ấm áp. Vậy thì Hà Anh Tuấn nổi tiếng là một chàng ca sĩ hát hay không nói rồi mà còn rất là ấm áp, rất là nhẹ nhàng với các bạn diễn nữ trên sân khấu, thì hợp tác như vậy có lúc nào Nguyễn Hà cảm thấy liêu xiêu trước một hình ảnh như vậy không? Mọi người cứ nhìn vào số lượng cái fan nữ của anh Tuấn thì mọi người sẽ hiểu là cái sức hấp dẫn của anh Tuấn đến mức nào. Và Nguyễn Hà cũng vậy thôi. Với một người mà vừa hát hay, vừa lịch thiệp mà vừa nói chuyện rất là hay như anh Tuấn thì tất nhiên là Nguyên Hà cũng sẽ cảm thấy liêu xiêu rồi. Như vậy là Nguyên Hà cũng thừa nhận là đã từng liêu xiêu trước ca sĩ Hành Tuấn nha các bạn. Và trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện để hiểu hơn về con đường âm nhạc của Nguyên Hà thì chúng ta sẽ đến với một trò chơi nho nhỏ của gương mặt showbiz ngày hôm nay các bạn nhé. Đây, ở đây thì Quang Lộc có một số lá thăm và trong này sẽ có những chứa những cái từ khóa. Nhiệm vụ của Nguyên Hà là bốc thăm và hát một vài câu hát nào có chứa cái từ khóa trong này. Mà mình phải hát nhanh nha, không được hát chậm, hát nếu chậm mà không là hát được thì nha. Bỏ qua đúng không? Nếu mà không qua bỏ qua là mình bị phạt. Xin mời. Đơn phương. Đơn phương. Rồi, xin mời một bài hát có chữ đơn phương này. Tình đơn phương, đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Bài hát tình đơn phương quá nổi tiếng. Rồi, xin mời bài hát tiếp theo. Nói dối. Nói dối. Nói dối, không tin. Người này chỉ biết hát một đoạn đấy thôi. Một đoạn, tính ra có 4 chữ rồi đó. Rồi thôi chấp nhận cho Nguyễn Hà. Rồi chúng ta đến với từ khóa tiếp theo. Gió. Rồi xin mời Nguyễn Hà. Bài gió nhớ gì ngần ngơ ngoài hiên. Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên. Một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Rồi chúng ta còn một lời thanh nữa. Môi. Môi. Rồi xin mời Nguyễn Hà. Hôn môi xa, hôn những nơi nhớ ngút ngàn. Hôn môi xa yêu thương gửi gió bay về. Yeah, đó là bài hát Hôn môi xa của ca sĩ Đan Trường, rất là nổi tiếng với thế hệ 8X hay là 9X đời đầu. Cảm ơn Nguyên Hà. Có vẻ là những từ khóa hôm nay cũng khá là đơn giản đúng không? Cho nên Nguyên Hà đã vượt qua cái thử thách này. Và thật ra thì cũng chương trình làm ra trò chơi này cũng để nghe, để khán giả có thể nghe Nguyên Hà hát nhiều hơn một xíu thôi khi mà đến với chương trình này. Vậy thì Nguyên Hà đã vào nghề tính đến nay chắc cũng đã phải 10 năm rồi đúng không? Và đến thời điểm bây giờ thì khán giả mới thật sự đón nhận, biết đến Nguyên Hà một cách rộng rãi hơn. Thì Nguyên Hà cảm thấy như thế nào về điều này? Có giống như một cô gái indie bước ra một cái sân khấu lớn, Nguyên Hà có nghĩ như vậy không? Nguyên Hà thì có một thời gian Nguyên Hà không đi hát nữa. Đó là lúc mà sau khi Nguyên Hà tốt nghiệp đại học xong thì Nguyên Hà đi làm. Và Nguyên Hà chỉ đi tới một cái quán cà phê của một người bạn của Hà để hát thôi, vào những lúc rảnh rỗi. Thì sau cái bài Nhắm mắt thấy mùa hè á, em đã xem phim đó chưa? Rồi, sau cái bài Nhắm mắt thấy mùa hè thì Nguyên Hà nhận được những lời mời đi hát nhiều hơn. Và Nguyên Hà bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện đi hát của mình một cách nghiêm túc hơn. Tại vì trước đây mình chỉ coi nó là một cái thú vui của mình thôi. Nhưng mà sau này khi mà mình đi hát nhiều hơn, mình nghĩ là mình phải thật sự mình nghiêm túc với nó và mình đầu tư cho nó nhiều hơn. Nên là từ sau Nhắm mắt thấy mùa hè cách đây 2 năm thì mình đã bắt đầu là tập trung vào chuyện đi hát. Và Nguyên Hà dành thời gian toàn bộ thời gian và Nguyên Hà dành toàn bộ thời gian của mình cho việc đi hát. Và khán giả, những gì khán giả có thể nhìn thấy ở Nguyên Hà đó là một ca sĩ không scandal, không chiêu trò, cũng không hay nói về cuộc sống riêng của mình mà chỉ có âm nhạc thôi. Thì đó là cái, có phải là cái tiêu chí của Nguyên Hà luôn hay không? Và tại sao lại như vậy? Nguyên Hà nghĩ là mình nên tập trung vào cái giá trị của mình. Tức là khán giả người ta đến với mình
ngay từ đầu là vì âm nhạc và vì giọng hát của mình. Thì Nguyên Hà cũng chỉ muốn là mình sẽ tập trung vào phát triển và đầu tư vào những cái sản phẩm âm nhạc của mình gửi đến khán giả thôi. Còn những chuyện về những vấn đề khác, những chuyện riêng tư hơn thì Nguyên Hà xin được phép giữ cho riêng mình thôi. Và dường như ngày nay thì nghệ sĩ có thể đến gần hơn với khán giả một phần cũng là thông qua những cái game show. Và dường như Nguyên Hà cũng không mặn mà gì với game show đúng không? Nếu như có một cái lời mời dành cho Nguyên Hà thì sao? Thật sự thì Nguyên Hà nghĩ mình không phải là một người sôi nổi và quá mặn mà để có thể tham gia những cái game show. Nhưng mà nếu gặp được những cái game show phù hợp thì chắc là Nguyên Hà sẽ tham gia. Ví dụ như về âm nhạc hả? Ví dụ như về âm nhạc hả? Vậy thì những cái dự định sắp tới của Nguyên Hà sẽ là như thế nào? Mình sẽ tiếp tục hát những bài hát buồn buồn, thơ thơ như vậy, hay mình có dự định cũng sẽ thử nghiệm ở những cái dòng nhạc khác mới mẻ hơn không? Trước đây thì Nguyên Hà hát pop ballad là chủ yếu. Nhưng mà trong cái album lần này thì Nguyên Hà hát khá là nhiều nhạc jazz. Thì Nguyên Hà nghĩ đó là cũng là một cái màu sắc mới của mình hiện tại. Còn kế hoạch sắp tới thì có lẽ Nguyên Hà sẽ đi show để quảng cáo cái album của mình nhiều hơn. Và có thể Nguyên Hà sẽ làm một cái tour đi hát ở những trường đại học nữa, hát cho các bạn sinh viên nghe. Đó là dự định sắp tới của Hà. Đó là những tour dành cho sinh viên mình hát. Vậy thì chắc hẳn là một cái live show thật là hoành tráng cũng là một cái mục tiêu mà Nguyên Hà nhắm đến chứ đúng không? Đó sẽ một cái Nguyên dấu Hà ấn. Nguyên Hà rất là muốn làm một cái live show của riêng mình. Nhưng mà live show thì nó cần cái kế hoạch dài hơn và nó cần một sự đầu tư chỉn chu và nghiêm túc, nên là Nguyên Hà sẽ cố gắng nhưng mà mình chưa dám hứa chắc được. Rồi, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Nguyên Hà đã dành thời gian để đến tham gia chương trình Gương Mặt Showbiz của Báo Thanh Niên và đã có những cái món quà âm nhạc gửi tặng đến cho quý vị khán giả. Chúc cho Nguyên Hà sẽ thật là thành công với cái sự nghiệp của mình và tour diễn sắp tới của Nguyên Hà sẽ được khán giả ủng hộ thật là nồng nhiệt. Xin cảm ơn Lộc và xin Nguyên Hà xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Quý vị khán giả thân mến, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình và đừng quên lịch phát sóng của Gương Mặt Showbiz đó chính là 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên thanhniên.vn, fanpage Báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube iHiTV. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.